Đây đây đây, hoàn toàn là mặt mộc nha. Mọi người thấy không, da mộc của Angela Phương Trinh nè. Khi mà mình cấy BioCell Plus nè và Hydrat nè thì da mặt mình căng rất là nhiều, giống như là người Hàn Quốc gì đó cả nhà ơi. Và rảnh cười mọi người cũng thấy là nó cạn rất là nhiều luôn ạ. Hôm nay thì Angela Phương Trinh sẽ đoạn lại được cái tế bào tươi BioCell Plus, một cái công nghệ bây giờ gọi là siêu hot trên thị trường làm đẹp ở Việt Nam và làm mưa làm gió. Và với công nghệ tế bào tươi BioCell Plus thì chỉ có độc quyền của Lavender Vy Trang có thôi nha. Sau khi mà Angela Phương Trinh được cấy cái ống tế bào tươi BioCell Plus này, và Angela Phương Trinh sẽ lại được cấy tiếp Hydrat, một cái tinh chất mà siêu đậm đặc của bên Lavender Vy Trang, với 1 tỷ tế bào gốc sẽ đưa vào da của Angela Phương Trinh. Chính vì thế nó sẽ cải thiện cái rãnh râu rồng này của Angela Phương Trinh. Có một thời gian mà mọi người thấy, các chị thấy là em trong hình tượng khỏe khoắn và da nâu á, là thực ra cái thời gian đó ngoài tanning da thì Trinh giăng nắng rất là nhiều luôn. Nên là khi mà đến Lavender Vy Trang để mà soi da thì tự nhiên nhìn vào màn hình á, thấy những cái mà cái đốm đậm màu của mình ở trên màn hình á, mà mắt thường mình không nhìn thấy được, và mình nghĩ cái chữ nám nó không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của mình á. Trinh chỉ nghĩ là chắc là phải cỡ tuổi mẹ mình hoặc là những người phụ nữ lớn tuổi mới có chữ nám thôi. Ai ngờ là Trinh tanning da rồi giăng nắng quá nhiều cho nên là cũng bị những cái chân nám và những cái đốm nám nhỏ li ti. Và chỉ sau có 2-3 lần làm liệu trình BioCell Plus và Hydrat này á, là mỗi tháng một lần, mà Trinh làm tháng này là tháng thứ 3 là 3 lần cả nhà ơi. Và Trinh đã thấy sáng và đều màu rất là nhiều. Nếu không làm á, là chắc chắn là nám của Trinh rất là khó chữa luôn. Đây là cái những cái shot cái thật, và hơi có gọi là hơi dướm máu nhẹ và hơi ửng hồng nhẹ nhá. Thì nó sẽ bị sung huyết máu nhẹ một chút xíu. Nhưng mà không hề đau phải không bé? Mọi người ơi, không hề đau. Nếu đau thì Trinh không có nói chuyện và cười. Đúng như rồi vậy. Nhưng mà Trinh đã làm BioCell Plus Hydrat 2 lần rồi á, nhìn như vậy thôi, hơi đỏ nhẹ như vậy thôi, nhưng mà khi mà mình ngồi dậy á, thì tất cả các đốm đỏ ở đâu nó mất hết cả nhà ơi. Và vài tiếng sau á, là mặt mình hoàn toàn trở lại bình thường. Và chỉ sáng hôm sau thôi là make up, đi làm, đi quay bình thường hết cả nhà ơi. Với tế bào tươi BioCell Plus này, như Angela Phương Trinh đang cấy thì sẽ hiệu quả gấp 3 lần so với tế bào tươi BioCell thường trước kia nha. Tại vì với BioCell Basic trước kia ấy, thì chỉ có công dụng là làm trắng và căng bóng thôi. Nhưng với BioCell BioCell Plus mới thì sẽ có công dụng là trẻ hóa, căng bóng và đặc biệt trị sạch nám tới 100%. Nên là những chị em nào da của chúng ta bị nám rất là nặng, nám trường tồn, nám gọi là nám đi khắp mọi nơi, chữa khắp tất cả ở Việt Nam, không nơi nào chữa khỏi, thì mọi người cứ qua Lavender Vy Trang cấy cái tế bào tươi BioCell Plus giống như Angela Phương Trinh đang cấy. Một lần cấy, nám của chúng ta đã được cải thiện từ 20 cho đến 30% rồi. Đấy, và đặc biệt không những chữa nám mà nó còn có thêm 5 công dụng cho các chị em mình nữa nha. Là sẽ làm vừa chữa nám này, xong rồi lại vừa làm cho da mặt của chúng ta căng bóng, mịn, nhỏ lỗ chân lông và xóa nhăn cho các chị nữa. Bây giờ Angela Phương Trinh đang được cấy sát cho cái vùng mũi nào mọi người nào? Đấy, thì mọi người thấy không? Với cấy sát vùng mũi này thì tại vì là Angela Phương Trinh ấy, là mũi của Angela Phương Trinh cũng bị cái lỗ chân lông to lắm cả nhà ơi. Và nó to giống như là rổ luôn rồi đó cả nhà. Nên là Trinh cảm thấy rất là mừng. Tại vì khi mà lỗ chân lông to, make up lên nó không có một cái chất, cái phấn nào, không, cái phấn mình nó chưa đủ tiên tiến đến mức mà nó có thể che được lỗ rổ. Mà càng make up lên nó sẽ càng rõ cái lỗ rổ đó đó cả nhà ơi. Cho nên thật sự là Trinh rất là tự ti luôn, kể cả mặt mộc hay là make up. Nhưng mà nhờ công nghệ BioCell Plus Hydrat này á, đây là lần thứ 3 thì Trinh cảm thấy là khi make up lên là, và để mặt mộc là không còn cái lỗ rổ nữa, mà nó chỉ là cái lỗ chân lông nhưng mà nó rất là nhỏ, nó giảm 80% luôn cả nhà. Dạo gần đây công việc hơi nhiều cho nên là bị xuống ký một cách không phanh luôn. Nên là Trinh rất là sợ mặt mình nó sẽ bị ốm, nó chót lại và nó già. Cộng thêm là những khi trang điểm đậm là nhìn nó già và nó rất là dữ. Và Trinh thích là phải đầy đặn như mặt chị Trang ấy. Giống như là các diễn viên sao Hàn Quốc có cả nhà. Đúng nó rồi. Căng bóng lên chứ không phải là bị lên ký. Đúng rồi. Nhà. Nhìn nó sẽ rất là trẻ, rất baby và rất cưng, rất hấp dẫn, quyến rũ. Đây, Angela Phương Trinh đang được cấy Hydrat này mọi người nè. Đó, xịn chưa? Đây, một cái ống Hydrat này chứa 1 tỷ tế bào gốc cũng như là hyaluronic acid với cái hàm lượng PCA rất là cao nha mọi người nha.
Trời ơi, không hề đau luôn, không chị đau Trang luôn. Ơi, thiệt luôn á. Tại vì á, cả các chị biết không, là trước khi mà tiêm á, cái mũi tiêm thực sự rất là nhỏ và không có cảm giác giống như kiến cắn luôn. Giá chị luôn á cả nhà, vì các chị đã như bác đã để một cái máy nó lạnh, nhưng mà cái cảm giác lạnh nó bị mát chứ nó không có bị nhức buốt gì rồi xong mà tiêm vô không hay luôn cả nhà ơi, chắc là ngủ luôn á, nó thích lắm luôn à. Với cái công nghệ cấy Hirat này á thì Trang nhấn mạnh lại là chỉ có Lavender và Trang có thôi nha. Vì ở trên thị trường bây giờ thì vừa lại có một chị đang comment ở trên này hỏi là cấy cái này thì có giống là tiêm bắp và tiêm meso không, thì thưa với chị rằng là cấy cái này là kỹ thuật tiêm bắp nha mọi người nha. Kỹ thuật tiêm bắp là gì, là một cái kỹ thuật rất là mới ở bên Mỹ, mới rộ cách đây 3 năm. Và với kỹ thuật tiêm bắp này thì sẽ là tiêm 5 điểm ở bên mỗi má, thì sẽ giúp cho tất cả những cái tinh chất này sẽ được lan tỏa đều trên gương mặt mà sẽ bằng 5 cái điểm tiêm nha mọi người nha. Đây là một cái kỹ thuật tiêm bắp, nhưng cái sản phẩm Hirat này thì chỉ có Lavender Bay Trang có thôi. Và Trang nhấn mạnh lại với các chị em rằng là sản phẩm này là sản phẩm Trang đã ký độc quyền, một tháng Trang phải tiêu thụ ít nhất là 5.000 để cho hãng nha mọi người nha. Một lần mình cấy Hirat giống như Angela Phương Trinh đang làm như thế này ấy, thì mình sẽ tương đương giống như các bạn bôi kem dưỡng da một năm vậy đó mọi người ạ. Những chị em nào chúng ta bôi kem miệt mài không hiệu quả thì nhất định mình nên làm tế bào tươi Biocell Plus và cấy Hirat giống như Angela Phương Trinh đang cấy nha mọi người nha. Khi đến với Lavender Bay Trang thì có rất nhiều những bác sĩ giỏi làm việc với bên Trang hơn 10 năm và trực tiếp tay nghề của bác sĩ là được đào tạo từ hãng, nên là mình cứ yên tâm là bác sĩ bên Trang thì rất là giàu kinh nghiệm và sẽ lên phác đồ cho các chị em, tư vấn cho các chị em là mình cần phải làm những cái gì đấy, và bên Trang sẽ tư vấn một cách tận tâm để cho các chị em mình vừa chữa được hết nám này, da của mình sẽ căng mọng lên này và sẽ không còn nếp nhăn, rồi hết sạch nám, và đặc biệt không có nơi nào ở Việt Nam sẵn sàng ký cam kết chữa nám bằng văn bản cho các chị em nha. Tất cả những cái da nào mà chúng ta bị sần sùi này, lỗ chân lông to như là sẹo rỗ luôn cũng được đấy, rồi nám, nói chung là tất cả những bạn nào mà da cực kỳ xấu, da mặt cực kỳ xấu chúng ta cần xử lý. Kể cả những chị nào mình không có nám nhưng mình muốn da mặt của mình đẹp hơn, mỡ màng hơn, mọng hơn, căng hơn, baby hơn, trẻ ra 10 tuổi thì chúng ta vẫn có thể sử dụng với cái công nghệ tế bào tươi Biocell Plus này và cái Hirat và máy laser fresh này nha mọi người nha. Mọi người mà các chị em mà dùng kem thì không thể nào mà chữa hết đúng những rồi. Cái vấn đề nặng của da của mình như vậy hết á. Và kể cả mình chưa có vấn đề nặng, mình dùng luôn thì nó sẽ ngăn chặn luôn tất cả những cái vấn đề như là rỗ nè, lỗ chân lông to nè, nám tàn nhang, và nhất là nó sẽ giúp cho mình ngăn chặn lão hóa và trẻ hóa, không có những cái rãnh cười và bọng mắt nha cả nhà. Mọi người có thể thấy rằng là tất cả những cái dấu vết mà vừa rồi cấy trên da mặt em Angela Phương Trinh là nó cũng hơi đỏ, hơi bầm một chút xíu, nhưng mà bây giờ thì gần như là không nhìn thấy dấu tích gì nữa rồi nha mọi người nha. Và cái da của Angela Phương Trinh này bóng, căng và gần như là không nhìn thấy dấu vết gì nữa nha. Và sáng ngày mai thì cái da của Angela Phương Trinh nó sẽ cải thiện như này này. Sáng ngày mai thì chắc chắn là cái da nó sẽ mỡ màng lên, nhưng mà để mà tuyệt vời, có một cái làn da gọi là đẹp tuyệt hảo thì sau từ 3 đến 4 ngày nha các chị nha. Các chị sẽ thấy rằng là tất cả những cái dưỡng chất, tất cả những cái tế bào tươi, tế bào gốc sẽ được cấy sâu xuống cái lớp da mầm của mình. Và sau khi đấy là da của mình sẽ được cải thiện từ 3 cho đến 4 ngày, vì lúc này cái lớp da mầm nó sẽ được hấp thụ, được tiếp nhận tất cả những cái tế bào gốc, tế bào tươi. Sau khi đấy nó sẽ bừng sáng lên sau 3 ngày nha các bạn nha.